chồng của chị gái qua đời nhưng cả nhà lại bắt em gái phải ở quá. Dù làm vậy sẽ hủy hoại cả đời cô nhưng chị lại coi đây là ban ơn cho em gái. Thì ra, hôm nay là ngày chị gái cô kết hôn với công tước. Nào ngờ đối phương bất ngờ bỏ mạng ngoài chiến trường, nhưng vì cuộc hôn nhân này liên quan đến bộ mặt của hoàng thất. Dù công tước đã hy sinh, nhưng người cha là bá tước cũng không dám hủy bỏ hôn ước. Và như vậy ông đã hy sinh, đứa con ngoài giá thú bị coi như vết nhơ trong đời. Vốn tưởng em gái không chịu đồng ý, phụ thân còn định dùng vũ lực ép cô phải khuất phục. Không ngờ ông vừa đứng dậy, cô đã sảng khoái nhận lời. Vì với Larister mà nói, nơi bị người ta coi là cái hố lửa kia, trong mắt cô lại là hy vọng được làm lại cuộc đời. Điều đó đồng nghĩa, cô có thể cắt đứt triệt để với cái gia đình máu lạnh này, để đón nhận cuộc sống tự do không ai có quyền xâm phạm. Nhưng lúc Larister thấy ánh mắt cha mình không chút hổ thẹn, lòng cô dấy lên ngọn lửa căm phẫn. Cô nói với giọng điệu trào phúng, có thể trở thành công tước phu nhân với thân phận cao quý, con phải cảm ơn các người quá. Nhưng câu nói này của cô lại chọc đúng chỗ đau của cha con bá tước. Thì ra bá tước đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu tài nguyên mới có thể khiến chị gái cô gả cho công tước trẻ tuổi có địa vị cao quý. Nhưng thành công ngay trước mắt lại trở thành bóng đen trong đời. Rose nghe Larister cười nhạo mình, cô ta sầm mặt, một người cao cao tại thượng như cô sao có thể cho phép bị đứa em gái có địa vị thấp hơn mình xúc phạm. Thế là cô ta lập tức lao lên, giáng cho Larister một cú bạt tai đau điếng. Nhưng Rose không ngờ rằng Larister sớm đã lật mặt với cô ta một cách triệt để. Cô không hề chần chừ mà phản công. Larister hất Rose ngã ngửa, những uất ức dồn nén bao năm qua lập tức vỡ òa dồn vào nắm đấm. Cô không ngừng tấn công xối xả vào mặt bà chị. Larister đang dồn hết sức mà đánh, bá tước bỗng túm ngược tóc cô từ phía sau. Ngay giây sau, Larister bị bố mình ném mạnh lên tường. Rose thấy bố ra mặt thay mình, cô ta gào thét đòi bố báo thù cho mình. Larister không ngờ rằng bố cô lại thiên vị đến mức thái quá như vậy. Hận thù ngút trời khiến Larister muốn xé xác người đàn ông này ngay lập tức. Mà cô cũng làm vậy thật, nhân lúc bá tước định sút vào người cô, Larister cắn ngay vào cổ chân ông ta. Hàm răng trắng phau đay nghiến cổ chân bá tước khiến máu thịt lẫn lộn. Mặc cho ông có chà đạp cô thế nào, Larister cũng quyết không buông. Mãi đến khi đã cắn đứt một mảng thịt của ông, cô mới ngồi dậy, đứa con gái như hóa điên trước mặt. Lúc này bá tước bắt đầu thấy sợ, ông không màng nỗi đau dưới cổ chân, mà lập tức hạ lệnh ném Larister vào phủ bá tước. Nhưng lúc Larister đến ngôi nhà mới thuộc về mình, một lần nữa cô được nếm mùi tàn khốc của giới quý tộc. Rõ ràng công tước chỉ vừa mới hy sinh không lâu, tài sản trong gia đình đã bị phân chia chẳng còn lại gì. Giờ đây chỉ còn lại căn biệt thự cũ nát trước mặt. Nhưng dù vậy đi nữa, Larister vẫn vô cùng hài lòng, vì từ giờ trở đi, cô đã có căn nhà đầu tiên trong đời. Dưới sự bố trí của chủ nhân mới Larister, biệt thự cũ kỹ ban đầu nhanh chóng trở nên ấm áp. Dù cô đã dự trữ đủ củi để trải qua một mùa đông và cả lương thực cho vài tháng tới, nhưng đồng nghĩa là cô cũng đã tiêu sạch tiền tiết kiệm vào đó. Mà muốn sống lâu dài ở đây, kiếm tiền trở thành một vấn đề phải cân nhắc. Nhưng Larister nhanh chóng dấy lên hy vọng, tuy những đồ đạc đáng giá trong nhà sớm đã bị gia đình quý tộc của công tước dọn hết đi, nhưng đồ dùng trong nhà vẫn còn đó. Cô có thể đen bám cho nhà dân, sau đó thì tìm một công việc. Thế là Larister đã có thể thuận lợi cắm rễ ở đây rồi. Có kế hoạch bài bản, cô lập tức bắt tay hành động. Chớp mắt đã 3 tuần trôi qua, Larister ngày càng hài lòng với nơi này, vì cô không những thân thiết với bà con hàng xóm, còn tìm được một công việc như ý muốn. Cuộc sống hạnh phúc như vậy là điều mười mấy năm nay cô chưa một lần dám mơ đến. Để chúc mừng cho cuộc đời mới, Larister phá lệ thưởng cho mình một bữa thịnh soạn. Cô định làm một bàn đầy đồ ăn ngon, nhưng lúc cô đang dồn hết tâm trí bận rộn trong bếp, chuỗi tiếng gõ cửa dồn dập bỗng xen ngang. Larister hoảng sợ một phen, cô vội trốn ra sau tường, vì cô thực sự không nghĩ ra muộn thế này rồi ai lại đến tìm cô. Larister rơi vào phân vân giữa hai lựa chọn mở cửa hay không. Tuy cô đã quen rất nhiều người trên thị trấn, nhưng nếu ngoài cửa là dã thú thì sao? Dù lý trí không có phép Larister dễ dàng mở cửa, nhưng cuối cùng cô vẫn không cưỡng được sự tò mò. Larister rón rén hé cửa. Cô không ngờ rằng người đến không phải người quen, cũng chẳng phải quái vật, mà là người chồng công tước đã chết thời gian trước của cô. Nhìn người đàn ông phong thái bất phàm trước mặt, Larister lập tức nhận ra đây chính là người chồng đã bỏ mạng ngoài chiến trường của mình. Cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra, người đàn ông kia bỗng ngã vào lòng cô, người nồng nặc mùi máu tanh. Sau khi được Larister kiểm tra kỹ càng, cô kinh ngạc phát hiện ra trên người chồng có vô số vết thương đáng sợ. Những vết thương này tuy không chí mạng, nhưng vì không được cấp cứu kịp thời nên bị viêm nhiễm nghiêm trọng, khiến anh sốt cao không thể hạ nhiệt. May mà được Larister chăm sóc tận tình, nhiệt độ người anh dần hạ xuống. Nhưng Larister hơi khó xử, tuy người đàn ông này là chồng cô, nhưng cũng từng là công tước quyền cao chức trọng. Những năm nay kẻ địch của anh tăng lên vô số, nên lúc tin anh chết nơi chiến trường truyền ra ngoài, những kẻ địch chính trị đã tranh thủ bỏ đá xuống giếng. Họ cáo buộc và vu khống anh hàng loạt tội danh, khiến anh trở thành tội đồ bán nước cầu vinh. Nhưng Larister và công tước đã ngồi chung một thuyền, những chuyện này cô đều có thể chấp nhận. Nhưng cô khó xử nhất ở chỗ bản thân cô sớm đã quá mệt mỏi với cái gọi là gia đình, chưa kể còn là gia đình với người chồng cô còn chẳng thể gọi tên này.
nghĩ sau này phải sinh sống với anh, Tarister không tài nào mừng nổi. Nhưng dù vậy đi nữa, cô vẫn vỗ về bàn tay công tước, thành tâm cầu nguyện anh có thể mau chóng tỉnh lại, hãy sống tiếp cho thật tốt. Nhưng Larister không biết rằng, cô của lúc này đã bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp hoàng thất, chỉ hơi lơ là một chút là có thể mất mạng như chơi. Vì vết thương trên người công tước không phải là kết quả trên chiến trường, mà là vì đắc tội với hoàng thất, anh bị tâm phúc đã gắn bó với mình lâu năm hãm hại. Lúc công tước bật dậy, anh cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện ra anh đang ở trong biệt thự nhà mình, anh mới yên tâm hơn một chút. Công tước đang định kiểm tra vết thương trên người thì thấy một cô gái lạ mặt đang ngủ gục trên đùi anh, tinh thần cảnh giác căng ra khiến anh nổi lên ý định giết chết cô. Nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu mang theo những nét thăng trầm của Larister, anh bỗng thấy cô gái này khá quen mắt, thế là anh giơ tay xoa đầu cô gái lạ lẫm kia. Lúc anh suýt chạm vào tóc cô, Larister bỗng tỉnh lại. Công tước ngại ngùng muốn tìm cái hố chui vào, nhưng Larister không hề nhận ra sự bất thường của anh, ngược lại còn hỏi một cách rất tự nhiên, anh đói chưa, nhà chỉ có món hầm thôi. Nói rồi không đợi anh đáp lời, cô đã quay người vào bếp. Một lúc sau, Larister bưng ra hai bát thức ăn thơm phức xuất hiện trước mặt công tước. Công tước bối rối trước hàng loạt hành động giản dị của cô. Anh tò mò hỏi, tiểu thư, một mình cô sống ở đây sao? Larister nghe vậy, cô vội vàng đính chính, đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi kết hôn rồi. Nghe vậy công tước không khỏi nhíu mày, kết hôn rồi sao lại ở nhà anh? Hơn nữa nơi này làm gì có dấu vết của người thứ hai? Có lẽ người phụ nữ này đã bị chồng bỏ chồng chê. Nghĩ đến đây, công tước lập tức nảy ra quyết định, khi nào anh khỏi hẳn, nhất định phải giúp cô dạy cho gã kia một bài học nhớ đời. Nhưng lúc này anh bỗng nhớ ra, mình có mộ vị hôn thê, đối phương hình như là một cô gái tóc đỏ nhà bá tước. Tuy anh chọn bừa vì không chịu được bị giục cưới suốt ngày, nhưng lần này anh ra đi hình như cũng hơi vô trách nhiệm với người ta nhỉ. Công tước đang chìm đắm trong mớ bòng bong, một cơn đau nhói ở bụng kéo anh về với hiện thực. Larister thấy vậy thì lập tức bưng đến chậu nước nóng, cô thành thạo xử lý vết thương cho anh. Thấy công tước đau đến mức run lên, Larister chu đáo nắm lấy tay anh, cô dịu dàng an ủi. Cảm nhận được sự quan tâm của Larister đối với mình, công tước hoàn gạt bỏ sự phòng bị với cô, thậm chí còn dấy lên hào cảm. Sau khi thay thuốc, công tước nói với Larister đầy ý tứ, thật ra tôi chính là chủ nhân của ngôi nhà này, giờ đây tôi đã bị đế quốc coi là kẻ phản bội, họ có thể truy sát bất cứ lúc nào. Cuối cùng anh bảo Larister mau chóng rời khỏi đây. Nhưng nghe xong những lời này, Larister vẫn rất điềm tĩnh đáp, xin lỗi nhé, hiện giờ tôi cũng là chủ nhân của ngôi nhà này, hơn nữa sau khi anh xuất hiện ở đây, tôi cũng xác định là không thoát được rồi. Công tước nghẹt mặt, Larister như vừa nghĩ ra gì đó, cô nói với giọng điệu đầy cảnh cáo, căn nhà này giờ cũng có phần của tôi đấy nhé, anh đừng mơ độc chiếm tài sản chung của hai vợ chồng chúng ta.